Ok, em Tú lại xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê lại quay trở kênh nhá. Tiếp tục ngày hôm nay lại được uh, lắp ráp một khẩu uh, FXQ3 lỗ hàng uh, Zator Pro uh, phiên bản mới lên uh, giới thiệu đến cho anh em. Thì uh, cái này sẽ trả hàng cho anh Thái người uh, Quảng Nam nhá. Thì uh, anh Thái người Quảng Nam có xem được video này thì vào nhận hàng giúp em. Cây của anh đây, em đã lắp ráp hoàn thiện lên và sẽ làm một cái video ngắn gửi đến uh, uh, trả hàng cho anh và cho những em nào mà đang theo dõi ở trên kênh có liềm đam mê về săn bắn có thể là tham khảo và lựa chọn nhé thì một cây hoàn thiện như anh Thái đặt hàng đây thì cái này em báo luôn giá luôn ở trên video luôn là 11 triệu 500 ngàn các bác nhé 11 triệu 500 ngàn một khẩu FXQ3 lỗ hàng giáp uh, Zaptor Pro phiên bản uh, cải tiến mới nhất hiện tại cho anh em và các bác thì cấu hình ở đây thì hiện tại em đang lắp cho anh em một cấu hình khá là ok và chuẩn chỉ. Cấu hình này thì bao cho anh em săn mồi cự ly đó là 100 m, em có thể là nắp chai xe ai ngoài 100 m anh em có thể săn cò. Thì anh em nào mà đang quan tâm đến sản phẩm, có nhu cầu muốn chơi, muốn mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp cho shop qua số điện thoại đây nhé. Anh em gọi điện trực tiếp qua số này, còn số Zalo thì em để bên góc trái màn hình. Anh em có thể kết bạn Zalo qua số đấy nhé. Đấy. Còn gọi điện thì sẽ gọi số này và kết bạn Zalo thì Zalo số này. Còn số này của em thì hiện tại đang bị khóa Zalo. Đấy cái số Zalo thì làm ăn buôn bán nên là nhiều khi nó bị báo cáo cái là nó sẽ bị khóa. Đấy nên anh em nào mà có nhu cầu chơi thì có thể gọi điện trực tiếp cho bên em nhé Còn về cấu hình của khẩu MX Raptor này thì hiện tại em đang nắp ở đây đó là một cấu hình đó là về phần quy thì quy sẽ là quy Raptor Pro nhá. Phiên bản mới này. Đấy, hệ hệ, đã cải tiến buông hơi ti xả cho anh em và các bác Đấy, thể tích buông hơi uh, ti xả liền khối cho anh em Và ở cái phiên bản là lần này thì sẽ là nhôm 7075 cho anh em và các bác Ở phiên bản trước thì nó sẽ là nhôm 6 Còn ở phiên bản lần này sẽ là nhôm 7075 không nhá Đấy Cái dòng nhôm 7075 này thì uh, chuyên uh, làm những cái bình uh, uh, Bình nhôm uh, nhập cho anh em bác đấy đấy nên là cực kỳ ok luôn nhé cho an toàn này qua sụp này đấy fx um, uh, giáp uh, to 2024 này đấy phiên bản cải tiến cho anh em bác hoàn thiện một cây như thế này đấy để gửi đến cho anh khách người quảng nam van thì em sẽ sử dụng là van cờ đi kết bản chuẩn công ty nhé hàng chuẩn công ty đã qua xử lý và làm lại của anh em nói thật với anh em là bây giờ đối với dòng những cái dòng van cờ đi kết như thế này này mà không làm lại không xử lý lại thì không thể làm chơi được Đấy, lên bên em đã xử lý và fix cho anh em cái lỗi nho nhỏ ở trên cái van để anh em chơi. Bình là bình carbon Panac bình đẹp nhá. Đấy, bình uh, product, bình đẹp cho anh em, bình 0.5. Em nào muốn ngắn gọn thì mình sẽ sử dụng đó là 042. Giảm bơm game tech Sài Gòn cực kỳ lên. Về phần cành thì đang lắp đó là cành XM8 zin loại 1. Bản đủ của nó sẽ là hai bình. Cành bản đủ 2 bình, dài 50 cm cho anh em có gác. Đấy cành zin nhá. À, anh em nào muốn ngắn gọn Ví dụ ngắn bằng bình đây Thì uh, bên em sẽ tiện ngắn cho anh em 16, 18, 10 Tùy em muốn ngắn gọn hay như thế nào thì báo bên em Em sẽ làm ngắn gọn có thể cho anh em và bác Để anh em và bác thì săn Đấy. Còn hoàn thiện một cây như thế này thì Về phần chiều dài của nó đây Đấy thì nó sẽ dài một mét Còn khi mà gặp bán hàng này thì nó sẽ dài vào khoảng uh, 55 cm gì đấy các bác nhá. Đấy 55 60 cm cho anh em và các bác đi săn. Đấy. Cái này thì bao uh, lượng mồi cự ly xa này. Về phần cành này thì em có thể cho anh em chơi được hai dòng kẹo là lấm trì và sờ lung Sáng có một khách điện đến đặt hàng hỏi là cành XM8 có chơi sở lung không Thì uh, em bảo là cành XM8 chơi được sở lung Đấy, và lấm trì Thì ông ấy bảo là bên kia bảo quảng cáo không chơi được sở lung Mới này kia phải chơi sở lung phải HVK uh, HV kép tàu mỹ cành gì gì Cành XM8 bên em bao cho anh em chơi được sở lung trụ 100m chuẩn tâm cho anh em Đấy, đây anh em yên tâm. Cành tám phương tuyến của bên em thì luôn luôn là chơi lùng, các bác nhá. Đấy còn kẹo thì tặng kèm cho anh em một cân. Em thích lấy lấm chì lấy mà thích lấy lùng thì lấy nhá. Kính thì em sử dụng đó là kính ngắm mắc cun Con này thì là dòng kính mắc cun đất tiền này. Đấy, 4 trừ 14 6 x 44 f FF giờ FFP. Đấy, chống rung chống giật, chống nhảy tâm, tâm số tâm mắt kính và có đèn hồng tâm để cho anh em chơi bắn ngày và đêm nhá. Đấy, cực kỳ là ok luôn Mắc cool con dòng kính đắt tiền này FFP chống nhảy tâm cho anh em cực kỳ tốt này Hoàn thiện một cây như này là 11 triệu 500 ngàn Chưa bao gồm phí cước vận chuyển tặng kèm cho anh em một cơn đạn Chân chống uh, em sẽ phải mua riêng Đấy, chân chống lần này em đang bán hạ giá cho anh em Lắp theo súng là 300 ngàn cả cái nhá Anh em nào mà như có nhu cầu muốn lắp thì cứ alo cho bên em Đấy Thì giá ở đây là chưa bao gồm phí cước Anh em mua hàng thì sẽ hỗ trợ thêm tiền cước Miền Bắc thì từ 3 đến 400 ngàn còn miền Nam thì từ 5 đến 700 ngàn Và cũng lưu ý luôn là cái tiền cước đấy thì anh em cọc luôn tiền trách nhiệm nhận hàng Để tránh tình trạng là bom hàng Và bên em sẽ là lắp ráp rồi test cho anh em Gửi cho anh em Rồi sẽ gửi hàng cho anh em qua nhà xe Nhận hàng kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền các nhá Đấy mua hàng thì cọc tiền trách nhiệm Không cọc và luôn không gửi và không bán nhá Đấy, hàng súng giờ nó cũng nhạy cảm lắm em nào thực sự muốn chơi thì hãng kết nối còn không uh, có nhu cầu thì có thể tham khảo có nhá Đấy không bao giờ không phải ai chơi súng đâu Đấy Đấy anh em có thể chiêm ngưỡng lại khẩu cái bích của QR lỗ to ngày hôm nay Đấy, anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp qua số này nhá Đấy, còn video ngắn ngày hôm nay thì em cũng xin phép em và các bác kết thúc đây Xin chào và hẹn gặp lại bác ở video tiếp theo nhá